mời các bạn cùng nghe chuyện ma về bức tượng đồng đen. Ngoài trời đêm lạnh và ướt, từng cơn gió thốc lên mái nhà, luồn lách vào sâu trong vườn cây ăn trái, tạo nên những âm thanh nghe dễ sợ, nghe như tiếng ai hú xa xa. Những cành cây đập vào nhau xào xạc, ếch nhái kêu rền rĩ kêu vang, hòa thành một bản hợp sướng đồng quê nhiều cung bậc. Nhưng trong ngôi nhà ngói khang trang nằm ở phía cuối vườn lại vô cùng ấm cúng. Các cánh cửa sổ, cửa cái đều được đóng kín, bung màn cẩn thận. Thỉnh thoảng có một làn gió lách vào được, nhưng cũng chỉ đủ sức làm lay nhẹ nhẹ mấy tấm rèm mà thôi. Bà Năm đang đứng đảo qua đảo lại mẻ bắp rang trên bếp lửa. Ánh lửa bập bùng reo vui tí tách, tiếng nổ đôm đốp vui tai của những hạt bắp đang bắt đầu nở bung ra trong chảo. Dưới ánh đèn hoa kỳ tỏa ra một vùng trên bàn, hai cha con ông Năm đang say mê đánh cờ. Người cha thua liên tiếp mấy bàn nên tỏ vẻ bực tức, buôn tiếng chửi đồng: "Bà nó, hôm nay tao chơi như cứt." Bà Năm không ngừng tay giang bắp, nghe tiếng chồng khe khẽ chép miệng: "Cái ông này thiệt là chơi với con cái mà cứ tranh hơn tranh thua hoài à." Khi những hạt bắp trong chảo đã nở bung đều, bà Năm rụi rụi nắm lá dừa cho tắt hết lửa, rồi trút bắp vào một cái đĩa lớn bưng lên nhà trên. Bà đặt đĩa bắp rang ở một góc bàn rồi đứng đó nhìn hai cha con đấu trí. Tú ngước lên khẽ nhau mắt cười với mẹ. Bà Năm cũng cười lại tỏ vẻ đứng về phía con trai. Ông Năm vừa ngẩng đầu lên đúng lúc để nhìn thấy cái cười đồng lõa của hai mẹ con. Ông nổi cáu: "Bà đi ra chỗ khác cho tôi chơi, đừng có đứng đây mà ám tôi hoài vậy." Bà Năm hứ một tiếng lớn rồi nói, kéo dài giọng: "Thôi, dẹp đi mà ăn bắp rang kìa, ăn cho tỉnh trí lại rồi hẵng chơi tiếp, làm cha gì mà." Thấy cha bắt đầu nóng nồi, Tú len lén đẩy bàn cờ nhích ra một chút rồi nhón tay bốc mấy hạt bắp bỏ vào miệng nhận ra nhai. Ông Năm nhíu mày nhăn chán ra vẻ suy nghĩ một lúc lâu, vẫn chưa tìm được nước cờ nào. Ông lắc đầu đứng lên vân vai: "Thôi, xả hơi một tí." Ông Năm ngồi trở lại xuống ghế, cầm bình trà định lót ra ly. Ngay lúc đó có tiếng gọi và tiếng gõ mạnh vào cửa. Ông Năm chưa kịp rót chung trà, lật đật đứng dậy: "Đứa nào mà mưa gió bão bùng thế này còn đến đây chơi vậy bây?" Miệng hỏi, tay ông Năm đã mở hẹ cánh cửa cho người bên ngoài lách vào trong. Một luồng gió mang theo hơi nước ướt sũng tràn vào nhà theo người khách lạ. Vội vàng khép cánh cửa lại, ông Năm than thở: "Ai da, mưa gì mà mưa hoài không dứt vậy trời." Ông quay lại lúc người khách vừa chui ra khỏi chiếc áo đi mưa rộng thùng thình. Ông ngạc nhiên: "Ủa, chú em đây là..." Người lạ bắt chiếc áo mưa lên thành ghế, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh rồi tự giới thiệu: "Thưa bác, cháu là Đông, cùng đơn vị với anh Toàn lúc trước." Ông Năm tỏ vẻ mừng rỡ, kéo tay khách mời vào nhà. "Vậy sao? Thôi, vào đây cho ấm đi cháu." Đông đi theo ông Năm vào phòng khách. Khi thấy bà Năm và Tú, Đông cúi chào và cười rất thân mật. Ông Năm chỉ vào Đông nói với vợ: "Thằng cháu này là thằng Đông, cùng đơn vị với thằng Toàn nhà mình lúc trước. Bà còn nhớ thằng Toàn thường kể về nó với mình không?" Rồi quay sang phía Đông, ông Năm nói: "Còn đây là bác gái, thằng này là thằng Tú, em thằng Toàn đó cháu." Một lần nữa Đông lại cúi đầu chào. Bà Năm vui vẻ: "Quý hóa quá, hai bác nghe thằng Toàn nói mãi về cháu mà bây giờ mới biết mặt đó, thật là tiếc là thằng Toàn..." Bà Năm bỗng im bặt, nụ cười tan biến trên môi. "Ngồi đi cháu, uống ly trà nóng cho ấm, rồi bác gái dọn cơm cho ăn." Ông Năm kéo ghế rót trà mời khách. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông ngạc nhiên hỏi: "Ủa, mà cháu từ đâu đến vậy? Đêm hôm mưa gió thế này, sao cháu biết nhà bác mà ở đây?" Đông ấp hai bàn tay lạnh giá vào ly trà. Nghe ông Năm hỏi, anh lễ phép thưa: "Dạ, cháu mới được về phép tìm đến đây để ra lại cho hai bác một món đồ của anh Toàn. Cháu phải hỏi thăm mãi mới tìm được đến đây đấy ạ." Bà Năm cảm động: "Thôi, mọi chuyện để nói sau đi. Để bác dọn cơm cho cháu ăn, chắc đói lắm rồi hở. Tú,
con lấy bộ đồ cho anh con thay đi, quần áo nó ướt hết nhèm rồi kìa. Tú dạ lớn rồi nhanh nhẩu kéo Đông ra sau nhà thay đồ. Khi Đông đã rũ bỏ được bộ quần áo ướt sũng khoát trên mình bộ quần áo của Tú, thì bà Năm đã dọn sẵn một mâm cơm. Ăn cơm đi cháu, dùng thiệt tình nghen. Bà Năm đon đả, Đông ấp úng. Dạ, cháu mời hai bác và em Tú cùng dùng cơm với cháu cho vui. Ông Năm vẩy tay, thôi thôi, khách sáo gì cháu ơi, cả nhà bác vừa mới ăn xong lúc nãy, đâu còn chỗ mà chứa nữa đâu. Cháu cứ tự nhiên như con cháu trong nhà vậy. Nghe ông Năm nói vậy, Đông không dám làm khách nữa. Anh ngồi xuống ăn một cách nhỏ nhẹ. Tuy là khách bất ngờ, nhưng mâm cơm bà Năm dọn lên cho Đông cũng khá tươm tất. Một đĩa trứng chiên, một đĩa cá khô và ăn với dưa cải chua, lại thêm mấy quả ớt đỏ cay xè lưỡi. Ăn xong, Đông đứng lên dọn dẹp chén bát, dù bà Năm cố ngăn cản, anh cười. Hai bác cứ coi như là con là con cháu trong nhà vậy. Vậy xin hai bác con cho con được tự nhiên. Cháu cũng quen với việc này lắm rồi bác ơi, dân bộ đội mà. Bà Năm đành để khách đi rửa chén. Khi mọi việc xong xuôi, cả nhà lại quây quần bên ánh đèn chuyện trò rôm rả. Ông Năm mở tủ lấy chai rượu thuốc ra rót mời Đông. Làm vài ly cho ấm cháu nha. Đông không dám từ chối. Anh nhận lấy ly rượu nhưng chỉ nhấp môi cầm chừng chứ không uống. Đến ly thứ ba, đôi mắt của ông Năm bừng sáng. Ông bắt đầu gợi chuyện. Nào, bây giờ cháu kể cho hai bác và thằng Tú đây nghe thật rõ ràng về cái chết của thằng Toàn đi cháu. Lâu nay gia đình của bác cũng chỉ biết một cách mơ hồ thôi cháu ạ. Nó hy sinh trong trường hợp nào vậy cháu? Đông đặt ly nước xuống bàn, đứng lên xin phép thắp nhang trên ban thờ của Toàn, rồi mới chậm rãi ngồi trở xuống, rồi bắt đầu câu chuyện. Thưa hai bác, mọi chuyện bắt đầu từ vật này. Vừa nói, Đông vừa thò tay mò trong ba lô lấy ra một gói nhỏ. Anh cẩn thận mở lấy lớp giấy để lấy ra một vật, đưa sát vào ánh đèn để mọi người cùng nhìn cho rõ. Đó là một bức tượng bé xíu, cỡ hai ngón tay, có hình dạng một con khỉ. Vợ chồng ông Năm ngơ ngác, trong khi Tú lại thấy thích thú với con chú khỉ tí hon. Tú đưa tay định cầm lấy, nhưng Đông giữ lại rồi nói: ấy, đây là một vật huyền bí mà chính nó đã gây ra mọi chuyện. Sau khi anh Toàn mất, cháu được vào học trường quân đội, rồi liên tiếp những năm tháng đi xa, cháu không có điều kiện về thăm hai bác và trao lại vật này cho hai bác. Bức tượng này là của thằng Toàn sao? Ông Năm hỏi. Đông gật đầu buồn bã. Thưa bác, cháu đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi về đây. Có lúc cháu muốn giấu nhẹm việc này, không để hai bác biết. Nhưng nếu làm vậy là cháu đã không giữ trọn lời hứa với anh Toàn. Còn nếu đã trao cho hai bác kỷ vật này, cháu e là... Đông ngập ngừng không dám nói tiếp. Ông Năm bực mình nói lớn: nào, có chuyện gì thì cháu nói toẹt ra cho bác. Bác nãy giờ muốn điên cả đầu lên rồi mà không hiểu gì hết trơn hết nè. Bà Năm can: ông này cái tính nóng như lửa đến già cũng không bỏ được. Từ từ nghe cháu nó nói kể lại câu chuyện đầu đuôi xem nào. Đông bối rối: cháu xin lỗi vì đã rông dài, nhưng mong hai bác thông cảm vì chuyện này thật sự cháu không biết nói sao cho hay cho rõ ràng được nữa. Nhưng thôi, xin bác hãy bình tĩnh, cháu sẽ cố gắng nói vắn tắt ạ. Đằng hắng một tiếng, Đông tiếp: chắc hai bác còn nhớ những năm anh Toàn ở chiến trường. Đó là những năm chiến tranh ác liệt ở nước bạn Campuchia, một đất nước còn nhiều điều giống như là những huyền thoại vậy. Trong một trận đánh, chúng cháu bị dồn vào ngôi chùa ở nơi hẻo lánh. Kẻ thù bao vây bốn phía, chúng cháu như đã cầm chắc cái chết trong tay. Bất ngờ anh Toàn nhặt được một bức tượng này ở dưới đất. Trong giờ phút sinh tử đó, thật tình cũng chẳng ai để ý gì đến nó cả. Anh Toàn cầm nó trong tay một cách vô thức thôi. Anh xoa xoa lên mặt của tượng rồi nói một mình: ước gì mình thoát được trận này, ta còn quá nhiều điều chưa kịp thực hiện mà. Chúng cháu cố thủ trong ngôi chùa nhỏ hơn một ngày một đêm, không lương thực,
không nước uống. Đạn dược cũng không còn là bao nhiêu, nên chết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng thật ngoài dự kiến của bọn cháu, chiều hôm sau tự nhiên bọn địch lại kéo nhau đi, thoát chết một cách chừng như không tưởng. Cả bọn do mừng ồn ả, ai cũng lấy làm lạ, tại sao bọn địch lại dễ dàng tha cho con mồi như thế chứ. Anh Toàn sực nhớ đến bức tượng, anh nói: "Ồ, hay là bức tượng này linh thiệt nhỉ? Lúc đó ta ước một câu, không ngờ lại thành sự thật á." Có đứa cũng bản tính đa nghi, nhưng có đứa lại gặt phát đi: "Ôi giời, chắc chỉ là trùng hợp thôi ông ơi, linh với chả thiêng cái gì." Sau đó chúng cháu tìm về đơn vị. Dương Toàn, anh giấu bức tượng trong người để kỷ niệm một lần thoát chết. Anh đeo bức tượng trước ngực và thường có thói quen mân mê bức tượng những khi rảnh rỗi. Một thời gian sau, vào một buổi trưa, anh Toàn, cháu và mấy người bạn nữa đang ngồi tám chuyện với nhau. Anh Toàn vừa xóa bức tượng vừa nói: "Lâu quá rồi tụi mình chưa gặp em gái Tiền Phương nào, buồn quá ha. Ước gì á mấy em xuất hiện cho bọn mình đỡ cô đơn." Mấy ngày sau, đoàn văn công phục vụ chiến trường đến diễn tại nơi chúng cháu đóng quân. Từ đó bọn cháu được quây quần chọc ghẹo mấy cô văn công thỏa thích. Đêm ấy khi về trại, nằm bên cạnh cháu, anh Toàn thầm thì: "Đông à, hình như bức tượng này linh thiệt đó nghe mày. Hai lần rồi ta vô tình nói lên điều ước lúc đang mân mê nó, thì cả hai đều thành sự thật. Với lại mỗi khi chạm tay vào nó, ta có cảm giác không bình thường. Hình như cái đuôi của con kỳ nó ngo ngoe nhúc nhích được á." Cháu quay sang kéo bức tượng trước ngực anh Đông cầm chặt trong tay một lúc rồi cười: "Thôi đi cha nội, tôi có thấy điều gì không bình thường đâu, cha nội thật là." Thấy cháu không tin nên anh Toàn không đề cập tới chuyện đó nữa. Bẵng đi một thời gian dài, không ai nhớ gì đến bức tượng con kỳ đó nữa. Rồi sau đó anh Toàn và cháu được điều động đến đơn vị khác. Dạo đó ở chiến trường, muốn đi đâu thì chỉ lội bộ băng rừng vượt suối, rồi quá sang xe nhà binh đi từng chặng. Hai đứa lặn lội hơn một nửa buổi mới đón được một chiếc xe. Nhưng khi chúng cháu lên rồi, xe lại không nổ máy được. Bác tài xế y ạch sửa suốt rồi cũng không được. Ngồi mãi cuồng chân nên anh Toàn bước xuống tính đi loanh quanh cho giãn dân cốt. Nhưng khi chân anh vừa chạm xuống đất thì máy bay nổ giòn giã. Toàn lật đật nhảy phốc lên, lạ thay xe lại chết máy. Cứ như vậy đến 3 lần, bác tài nổi xung vì chỉ vào mà anh Toàn: "Thôi thôi, tôi không cho ông lên xe tôi đâu, cái xác ông ám nặng nề quá." Tự ái anh Toàn đùng đùng xuống xe, cháu cũng nhảy xuống theo anh. Chiếc xe phóng cái phù qua mặt hai đứa, tiếng máy nổ giòn như chưa hề trục trặc. Thế là hai đứa lại quốc bộ. Ngày hôm đó chúng cháu đón cả thầy 4 chiếc xe mà chiếc nào cũng chết máy lúc anh Toàn ngồi lên. Ban đầu cháu không tin, anh Toàn cũng không, nhưng hai đứa âm thầm thử. Lúc bác tài hì hục sửa thì anh Toàn giả bộ trèo xuống thì xe nổ máy bình thường, anh vừa trèo lên thì lại tắt máy. Anh Toàn bí mật trao bức tượng này cho cháu thì mỗi khi cháu xuống xe thì bình thường, cháu lên xe thì lại tắt máy. Vậy là nguyên nhân rõ ràng là do bức tượng này gây ra. Cháu đề nghị anh Toàn vứt bỏ nó đi, nhưng anh không chịu. Anh nói nó linh nghiệm, bỏ đi thì tiếc, nhất là nó đã một lần cứu mạng của chúng ta. Cuối cùng hai đứa không dám đón thêm chiếc xe nào nữa. Đêm đó chúng cháu vừa đói vừa khát vừa rã rời đôi chân, nên cả hai dừng lại nghỉ ở bìa rừng. Sau khi ăn tạm mấy miếng lương khô còn sót lại, hai đứa ngồi gối đầu vào ba lô nằm nhìn trời. Theo thói quen, anh Toàn luôn mân mê bức tượng: "Ước gì tao được ngủ một giấc nghìn thu thì sớm biết mấy." Vì quá mệt mỏi lại nghĩ tới chặng đường dài trước mặt, nên anh Toàn buột miệng nói ra câu đó. Nhưng khi lời nói vừa phát ra, cả anh Toàn và cháu đều hốt hoảng. Anh Toàn bật dậy như lò xo: "Chết mẹ, tao lỡ." Lúc đó cháu cũng sợ,
nhưng cũng trấn an anh Toàn. Hai người chỉ nghỉ một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Hai anh em đi dòng dã cả 3 ngày. Lúc sắp đến gần đơn vị mới thì bất ngờ một viên đạn do kẻ địch bắn vu vơ trong đêm bay vụt tới, xuyên qua mảng tay của anh Toàn. Anh Toàn đã hy sinh một cách vô cùng lãng xẹt như thế đó bác ạ. Lúc hấp hối, anh Toàn đặt dặn cháu phải trao tận tay hai bác vật này và phải kể rõ với hai bác những điều linh nghiệm của nó. Bà Năm rụt rịt khóc khi nghe kể tường tận cái chết của con trai. Đôi mắt của ông Năm cũng mở lệ. Tú thì cứ cười cười. Cậu ta có vẻ xem lời kể của Đông là chuyện hài hước, góp vui trong đêm mưa gió như thế này. Cầm bức tượng nhỏ bằng hai tay, Đông đứng lên kính cẩn trao nó cho ông Năm. Hôm nay cháu xin trao lại di vật của anh Toàn cho hai bác, nhưng cháu xin hai bác hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định cất giữ hay là hủy bỏ nó. Vì quả thật bức tượng này có một quyền lực rất mạnh. Ông Năm cầm lấy bức tượng soi vào ánh đèn và ngó nó chăm chăm. Lâu sau ông ngước lên nhìn Đông. Bác cảm ơn cháu đã lặn lội đường xa tới đây trao kỷ vật của con trai bác. Nhưng thật sự bác không tin lắm vào chuyện linh ứng của nó. Có thể đó chỉ là những may mắn và rủi ro trùng hợp mà thôi cháu ạ. Nhưng dẫu sao thì bác cũng rất cảm ơn cháu. Đông nghiêm mặt lại. Bác ơi, một lần nữa cháu khuyên bác cần phải cẩn thận. Theo cháu tốt hơn hết là bác nên hủy nó. Vì sau ngày anh Toàn mất, lại có một số chuyện liên quan tới bức tượng này. Ông Năm ngạc nhiên. Sau đó lại có chuyện liên quan tới nó nữa à? Đông gật đầu. Dạ, cũng gần như thế bác ạ. Số là từ sau khi anh Toàn mất, cháu hoàn toàn tin vào sự linh thiêng của bức tượng này. Cháu không dám theo nó trên cổ như anh Toàn. Cháu sợ một lúc nào đó mình quên mà có hành động hay là lời nói nào phù hợp khiến cho bức tượng này phát huy sức mạnh vô hình của nó. Cháu gói bức tượng vào 2-3 lớp giấy bọc bên ngoài bằng ni lông, rồi giấu kỹ dưới đáy của ba lô. Nhưng vì tò mò, một lần cháu đã cố tình thử nghiệm. Cháu lén lén mở gói giấy ra, xoa tay lên bức tượng rồi lẩm bẩm ước. Ước gì mình có thật nhiều tiền. Mấy hôm sau một trận hành quân, mấy anh em tụ tập lại chơi bài. Trò này thì cháu rất dở, lần nào đánh cũng thua là tả. Nhưng riêng lần đó mọi người phải kinh ngạc vì cháu. Hôm ấy cháu lột sạch tối cả đám của bạn bè. Ngừng một chút, Đông có vẻ như hối hận ăn năn điều gì ghê lắm. Một lần về phép thăm nhà, thấy cuộc sống gia đình khốn khó và vất vả quá, cháu làm liều ước một lần nữa. Thế là từ đó gia đình cháu vất lên, bắt tay vào làm cái gì cũng thu được kết quả mỹ mãn, đúng như là người ta nói, làm chơi ăn thiệt vậy. Cuộc sống của gia đình cháu trở nên đầy đủ sung túc. Cháu cũng mừng vì mình đã đem lại điều tốt đẹp cho gia đình. Nhưng cũng từ đó, gia đình cháu lại xảy ra nhiều điều oan trái còn khổ hơn là cái hồi còn nghèo khó trước kia. Ba cháu lớn tuổi rồi, vậy mà còn sánh tật bồ bịch, về nhà kiếm chuyện làm khổ má cháu. Em gái của cháu thì có con với ông anh rể. Đủ thứ chuyện đau lòng và đáng xấu hổ lắm bác ạ. Nhưng lúc ấy cháu không nghĩ tất cả hạnh phúc của gia đình là do bức này đem đến, hay là những bất hạnh cũng là từ nó mà ra. Mãi đến tận năm sau, tình cờ một lần cháu nghe người bạn Campuchia kể về chuyện bùa phép. Anh ấy nói Campuchia là vùng đất linh thiêng lắm. Chuyện bùa ngải là có thật chứ không phải là chỉ là chuyện thêu dệt để kể cho vui hoặc có tính chất hù dọa người khác. Bản thân của anh cũng đã từng chứng kiến nhiều sự kiện lạ lùng mà khoa học không thể nào giải thích tường tận được. Trong câu chuyện anh bạn có nhắc đến một bức tượng hình con khỉ. Nghe đến đó thì lòng cháu hồi hộp lắm, vì biết bức tượng mà anh nói đến chính là bức tượng mà cháu đang cất giữ. Cháu hỏi tới thì được anh bạn cho biết bức tượng hình con khỉ được làm bằng đồng đen, rồi được một pháp sư nhà nghề trên đất nước chùa Vân Tháp phù phép vào đó. Bức tượng này có một phép màu do một vị phù thủy đại tài ban cho nó. Vị phù thủy này muốn chứng tỏ là con người ở đời ai cũng có số mệnh, và kẻo nào toan cải số để đổi số mệnh sẽ bị tai nạn buồn phiền.
nó sẽ giúp con người cầm nó trong tay thực hiện 3 điều ước, nhưng đồng thời nó cũng sẽ đem lại tai họa cho chính người đó. Ông muốn răn đe con người không nên tham lam, không nên ham muốn những gì không do sức lao động của mình mà tạo ra. Từ lúc được phù phép, bức tượng đã gây ra tai họa cho rất nhiều người. Ông Năm vội vã gạt ngang: "Ây chà, bác không ngờ cháu lặn lộn đến chiến trường chừng ấy năm, từng cận kề bên cái chết nhiều rồi mà còn mê tín đến mức độ đó chứ. Bác thì bác không tin đâu, bác sẽ giữ bức tượng này làm kỷ vật của thằng Toàn. Thôi khuya lắm rồi, cháu đi nghỉ đi, cả ngày đi đường vất vả rồi còn gì." "Ba, sao ba không thử để kiểm chứng lại những gì anh Đông kể nhỉ? Chẳng hạn bây giờ ba ước một điều gì đó cho mình đi." Tú nói chen vào. Ông Năm nạt: "Ta không tin vào cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó đâu. Mày dọn dẹp giường chiếu rồi hai anh em đi ngủ đi." Thấy ông Năm muốn kết thúc câu chuyện, Đông đành phải nghe theo. Anh lặng lẽ lên giường nằm cạnh Tú, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Tứ quay sang thều anh, nói nhỏ: "Cái tượng đó linh thiệt hả anh Đông?" "Ừ, linh lắm em ạ." Tú cười khúc khích: "Ngày mai em sẽ thử." Đông hốt hoảng: "Đừng, nguy hiểm lắm đó em ơi, bao giờ cũng có một tai họa to lớn đến với người đó." "Ghê vậy sao anh?" Tú hỏi vẻ nghi ngờ. Anh nói rất nghiêm túc: "Không phải là dọa em đâu, em phải cẩn thận với nó. Và nhớ, nhắc chừng ba mẹ em cũng phải cẩn thận đó nghe chưa?" "Dạ em nhớ rồi." Tú ngoan ngoãn đáp, nhưng trong đầu của cậu ta lại vạch ra nhiều kế hoạch dành cho bức tượng kỳ lạ đó. Ở ngoài phòng khách, vợ chồng của ông Năm lặng lẽ ngồi bên nhau. Hai mái đầu bạc cũng hướng lên nhìn di ảnh của đứa con trai văn số. Ông Năm thở dài: "Đi ngủ đi bà, khuya rồi đó." Rồi ông đứng lên, đem bức tượng đặt bên cạnh tấm hình của Toàn đang cười rạng rỡ trong bộ quân phục còn mới tinh trên bàn thờ. Sáng hôm sau, trước khi chào từ biệt cả nhà, một lần nữa Đông nhắc lại cần phải cẩn trọng và đối với bức tượng đồng đen thì không được bừa bãi. Ông Năm vỗ vai anh: "Bác nhớ rồi mà, con đừng có lo lắng quá. Hay bác chỉ để nó trên ban thờ thằng Toàn thôi, không ai làm gì đâu." Đông vẫn chưa yên bụng, quay sang bà Năm và Tú. Anh căn dặn thêm lần nữa rồi mới chịu bước đi. Khi Toàn đã khuất chỗ lùm cây, ông quay vào nói với vợ: "Cái thằng tin dị đoan hết biết đó." Bà Năm trừng mắt: "Tôi thấy ông nên cẩn thận theo lời của thằng Đông dặn dò thì hơn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết đó ông à, đừng có xem thường." Ông Năm gãi đầu: "Khổ quá, tôi lại quên trong nhà này còn có người mê tín số 1 là bà." Tú chợt đề nghị: "Có gì đâu mà ba má phải cãi nhau chứ. Bây giờ cứ lấy bức tượng xuống, thử một ước một điều gì đó là biết liền hà." Ông Năm vỗ tay cánh tét vào đùi: "Có vậy mà tao không nghĩ ra, thiệt tệ. Đâu 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 đâu, Tú, con tới ban thờ của anh hai, lấy cái tượng đó cho ba đi." Tú dạ rồi hí hửng chạy lấy. Bà Năm sợ sệt can ngăn: "Cho tôi xin đi ông ơi. Ông không nghe thằng Đông nó nói hay sao? Bao giờ cũng phải đi kèm với tai họa mà." Ông Năm trấn an vợ: "Bà yên tâm, tôi chỉ thử thôi mà." Tú đưa bức tượng cho cha rồi ngồi xuống bên bếp, hồi hộp theo dõi. Ông Năm chậm chạp lật qua lật lại, xoay tới xoay lui, xem xét bức tượng rồi một cách vô cùng tỉ mỉ. Ông búng, ông gõ, rồi ông đưa lên miệng cắn thử, đưa lên mũi thử ngửi. Nói chung là ông Năm soi tìm hiểu bức tượng bằng tất cả các giác quan. Bà Năm không ngăn được chồng, cho nên cũng kéo ghế ngồi sát lại tò mò nhìn ông. "Ba, con nghe người ta nói đồng đen mắc tiền lắm đó ba." Tú reo lên khi chợt nhớ ra điều đó. Ông Năm cho mày: "Ơi chà, đây là kỷ vật của anh mày. Có mua bao tiền, tao với má mày cũng nhất quyết không bán đâu con ạ." Rồi ông cười khà khà nói tiếp: "Đừng nói đến chuyện nó có thể có màu phép, có thể là nó là cả một kho báu đó con." "Giống như chuyện nghìn lẻ một đêm hén ba." Tú hồ hởi. Ông Năm nạt: "Một đêm, một ngày, gì tao đâu có biết. Mày lộn xộn quá đi, để im tao nghĩ coi nên là ước cái gì đây."
Ông Năm cầm chặt bức tượng trong tay, làm bộ mơ màng suy nghĩ.